Xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh V Audio Sài Gòn. Rất vui để gặp lại mọi người. Chúc mọi người một ngày thật tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Và hôm nay V sẽ giới thiệu tới quý vị một cặp loa đến từ hãng Diatom. Thì lâu nay cũng có giới thiệu nhiều hãng loa của Nhật, nhưng mà loa Diatom thì hôm nay V mới về được một cặp này. Và xin báo với mọi người, cặp loa Diatom trước mặt mọi người là với model Diatom 77Z. Và như mọi người nhìn thấy thì cặp loa Diatom này có màu gỗ thùng gỗ MDF dán một lớp simili như mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh và giới thiệu chi tiết về cái model này cho mọi người cùng theo dõi. Dòng Diatom thì nó là cũng một trong những dòng nổi tiếng của loa Nhật, được sản xuất tại Nhật luôn nha. Bây giờ B sẽ mở lưới ra. Lưới này thì nó màu xám chứ không phải màu đen. Và lưới này còn nguyên như vậy, chưa có phải làm lại gì cả. Con tem nó nằm ở đây, hai bên hai lưới đều còn con tem cả. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh vào đây. Wow, rất là đẹp nha mọi người. Diatom 77Z. Mọi người nhìn thấy nè, từng cái con ốc nó còn có cái núm cao su đậy lại, và nó có in luôn cái chữ Diatom trên đây. Như vậy là cái loa này nó còn riêng ngay đến cả con ốc, có nghĩa là riêng từ con ốc luôn đó nha mọi người. Rất là đẹp chưa, trầy sứ góc cạnh còn rất là ok. Nó có 3 loa. Và đây là loa bass. Loa bass cũng rất là lớn. Loa bass này Bi tìm hiểu nó có đường kính là 31cm bằng carbon nha mọi người. Đây là loa mid và đây là loa treble. Tất cả luôn mọi người nhìn nè, tất cả các con ốc ở loa bass, loa mid, loa treble gì nó đều còn hết, và nó đều có in khắc chữ Diatom đây. Còn rất là đẹp, còn bụi luôn, bây chưa kịp lau nữa nha mọi người, còn quá là ok. Và như mọi người biết thì cái dòng Diatom 77Z này nó cũng không còn xa lạ với nhiều quý vị nếu như hay sang tìm loa Nhật. Thì dòng loa này nó có công suất cũng rất là lớn, tới 230W, rất là lớn phải không mọi người. Trở kháng của nó thì lên đến trở kháng của dòng Diatom này mình tìm hiểu thì đa phần thì nó là 6 ohm, còn độ nhạy của cái model này thì tới 91 decibel, một thông số kỹ thuật quá là tuyệt vời cho dòng loa Nhật. Thì dòng loa Nhật như mọi người thấy thì hiện nay giá nó cũng lên rất là nhiều, lên rất là cao chứ không phải là không. Bây giờ bị cái lưới này là khung bằng nhựa nha mọi người. Lưới rất là chắc chắn. Thường đa số với cái loa Nhật thì mình thấy lưới nó sẽ thiết kế chắc chắn hơn những dòng loa Mỹ, nên về nó cũng ít bị gãy hơn, rất là chắc. Và cái thùng của loa Nhật thì cũng rất là nặng. Cái thùng loa này là nặng 30kg trên một thùng. Đây mọi người nhìn nè, loa bên này cũng y như vậy. Loa bass, loa mid và loa treble thì nó cũng giống bên kia. Còn cái chụp cao su của mỗi con ốc mình cũng không có mở ra, tại vì nó nguyên nó như vậy. Bây giờ Bi sẽ quay một vòng ra phía sau, mình xoay cái loa lại cho mọi người cùng xem nha. Thùng vách còn rất là ok. Thùng cánh màu cánh dán như mọi người, simili, nó là simili chứ không phải là gỗ lạc. Đây mọi người nhìn nè, trạm gắn loa đây. Nói chung là nguyên bản, hàng nguyên bản tất cả. Thùng không có nửa trầy gì nha, góc vách là còn rất là liền. Với dòng loa này thì nó có, mọi người nhìn nè, bên này là loa phải, nó có loa phải và loa trái, ký hiệu là right và left. Thì
Cái này nó sẽ là R và L. Nếu như không biết có ai ở nhà đang có cặp hai chữ R hoặc là hai chữ L thì nó không nó bị trùng, nó chưa có đúng bộ cặp loa trái và phải. Bên này cũng loa bên thông bên này mọi người xem nè, rất là ok. Bên hồi nãy thì bay quay lại là chữ R rồi, còn đây là loa trái. À, loa trái đây, tên của nó. Dòng loa Nhật thì thường đa số cũng rất là nặng, rất là khủng, bát thường lớn. Bây giờ Bi sẽ đo cái thùng này cho mọi người xem nó cao và nó sâu, nó dài bao nhiêu. Nó mọi người nhìn này, đây là chiều sâu của nó thì cả lưới nữa thì là 30 nha mọi người. Còn chiều ngang của nó là lên 40 lận, thì cái bát của nó là 31 rồi. Bây giờ Bi sẽ đo chiều cao của cái này. Loa tại bê tông và bê dết này là nó có chiều cao 70. Không biết có ai đang săn lùng cặp loa đê tông 77 dết này không? Thì Bi cũng rất là lâu rồi Bi mới về được cặp loa đê tông này. Và nói chung là còn rất là đẹp, nguyên hết, Bi bao rin hết cho mọi người, rin từ con ốc luôn. Và bây giờ mình sẽ công bố cái mức giá, mà Bi đang bán đây. Mọi người nhìn lại cái lưới và cái mức giá Bi đang bán là 10 triệu 500 ngàn. Nếu như quý vị nào cần, hãy liên hệ với Bi qua số điện thoại bên dưới. Nói chung là dòng loa này đánh rất là lực. Nếu như anh nào thích thì có thể karaoke thêm. Công suất cũng quá là ok, 230W. Và ai đang xem clip mà chưa nhấn vào nút đăng ký thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận những video sớm nhất từ Bi. Bi xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị.